Còn ba người đây, tôi làm gì vậy? Cái này dạy hả? Nói gì quên rồi. Mày khùng hả? Dạ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ hai tiết mục vừa rồi của The Da Mau. Thì giờ tụi em vẫn còn một tiết mục nữa, nhưng mà tụi em rất là muốn là cầu xin là cầu muốn và cầu bông. Rồi mọi người, tụi chị ủa cầu muốn còn cầu bông nữa hả? Mày ghét nhăn em mới tham gia nha. Cảm ơn, vỗ tay em đi. Trời ơi, dạ thì tụi em có cảm ơn thì tụi em có bốn động tác cần khán giả mà ai có thể múa tay thì múa tay giùm tụi em nha, được không mọi người? Tiếp một cuối được không? Đó là bây giờ tụi em có cô giáo này nhảy đâu? Đây nè, dạ rồi tụi em có bốn múa tay, bốn múa tay của má, giờ các con trai nghe tiếng rồi mà nội má nghe không? Alo nghe không nghe không? Mời nha mọi người, đưa tay ra đó, rồi chạy giùm nè, điểm nào, rồi 5, 6, 7, 8, 1 nè, nhảy đi, chẳng hạt vô, nhảy giùm, 1, đưa tay ra, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dạ. Khoan đi, đưa tay ra. Khoan, mày là cô giáo hay là cô giáo? Mày cô giáo. Trời ơi, cuối cùng ai là cô giáo? Mà nãy bé kia mới tặng bánh hay cái gì vậy? Cảm ơn. Dạ, em thay mặt cho The Da Mau xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở Sài Gòn Tân Hội ngày hôm nay đã cổ vũ cho Sài Gòn Tân Hội ngày hôm nay. Cổ vũ nha, chứ không phải cổ vũ. Cái tổ hợp của tụi em là sẽ nhảy vào 4 lồng 8 cuối cùng của cái show thứ 3 của The Da Mau. Tụi em muốn mọi người chỉ cần nhảy ra tụi em 2 lồng 8 giống nhau thôi, mọi người có thể làm được không ạ? Không kịp. Rồi. Bây giờ mọi người làm theo em nha, em kêu đưa tay nào mọi người đưa tay đó đi em nha. Rồi. Rồi, tay trái. Ê, tay gì tay phải má ơi. Má ơi, tay gì tay phải rồi. Mà khán giả làm tay trái. Ê, cái gì vậy hả? Rồi, tay trái, tay phải, xong mình đưa tay trái lên ngang đầu, tay phải lên ngang đầu, lắc tay 4 cái, 1, 2, sống làm hả? Cảm ơn. Rồi, bây giờ mình làm lại nha. Tay trái, tay phải, làm đi, đưa tay trái lên đầu, đưa tay phải lên đầu, lắc mấy cái. Hay quá, cảm ơn. Rồi, mình tiếp động tác thứ hai nha. Mình lắc 4 cái xong mình giữ nguyên tay ở đây nha. Mình lắc qua bên trái, qua bên phải, qua bên trái, qua bên phải. Rồi tay đưa lên xuống 4 cái. 1, 2, 3, 4. Cảm ơn. Bye bye. Cảm ơn. Xin mời chị Lâm Quốc Hải. Ủa lộn chị lộn. Khoan xí xí đi. Trời, mấy má này không có lá đủ đủ cái gì vậy? Cái gì nói gì cũng làm theo vậy trời. Không, tiếp một cuối. À, tiếp một cuối. Rồi. Rồi khán giả tập lại một mình à. Nhớ không? Khán giả nhớ không? Không, bây giờ khán giả chuẩn bị tập trung rồi, giờ sai hết rồi. Ôi vậy hả? Ừ. Ồ, nhảy cái đi. Rồi nhảy không? 2, 3. Cha. Bảo. 2, 3. Hai tay. Ờ. Làm lại rồi, giống nhát mà thôi à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bội làm gia sư. Đi vô, chỉ em đi vô, cảm ơn. Kính thưa quý vị, vào bây giờ chúng ta sẽ đến với lợi siêu đặc biệt và xin mời chiếc Janet của đoàn đó ạ. À. Xin mời xe ạ. Và vé lớn của mọi người có trong tay hết chưa? Yeah, chúng ta sẽ sang xe ngay bây giờ quý vị nhé. Và em còn vài vé cuối tay từ là Huy, quên tên rồi. Mộc Cha. Yeah. Rồi, ngay bây giờ ai chưa có? Dạ, phía bên kia cả thẳng kia luôn trời. Dạ, chúng ta lại sổ Janet liền. Và trước khi sổ thì Lộ sẽ xin công bố 4 tiếng hát sẽ hỗ trợ cho bọn lần này là Phi Thanh Vân, Hoàng Khang, Hiếu My và Lộ sẽ là 4 người thi số cho quý vị dõi vòng loại siêu đặc biệt. Và quý vị thân mến, em cũng sẽ nhờ một khán giả bất kỳ bước lên để hỗ trợ quay lòng cầu dùm cho tụi em được không? Có ai không à? Có xung phong không à? Để từng... Ok, xin
nhưng mà gái lên đây đi đường này. Ok, cho chị hỏi nhờ là em có quen ai trong đoàn không? Ok, vậy em qua bên kia quay lòng vòng chị ha, để ta công bằng cho tất cả mọi người. Và quý vị lưu ý nha, đối với vòng loại siêu đặc biệt thì chúng tôi sẽ không chia đều giải thưởng với bất cứ hình thức nào. Có nghĩa là nếu mà quý vị kinh trùng, em xin mời tất cả quý vị sẽ đứng ở một hàng ngang. Sau đó cô gái nãy quay banh, chúng ta sẽ có mỗi người một trái banh, ai có số bị hơn người đó nhận về chiếc xe giùm cho em. Và ở Sài Gòn thời là may mắn trúng thưởng là phải may mắn tới tới nóc quý vị nha. Cho nên hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ ha. Và chúng ta còn vài vé từ người đẹp Châu Hoa nè, vài vé từ người đẹp Châu Hoa. Dạ, yeah. Rồi phía bên này Mộc Trà, dạ, yeah. Rất đáng để đầu tư luôn 100 ngàn. Nếu may mắn trúng chiếc xe khoảng tầm hiện tại là 26 triệu mấy quý vị. Dạ, yeah. Em nhớ là 26 triệu mấy. Tại ngày hôm qua là 24, bữa này là 26 rồi quý vị. Chỉ có nhất qua đầu tháng thôi. Tú ở trên luôn, anh ở trên quầy là sửa cái pha. Tú ở trên luôn kìa. Tú ở trên luôn, anh ở trên còn gần nhiều lắm. Rồi, để cho công bằng nhất tất cả mọi người, cũng như là không khí thật là vui. Hy vọng quý vị sẽ một đầu tư mỗi người một cái kế và chúng ta sẽ săn xe cùng với nhau ha. Rồi. Dạ, xăng xe đúng không gì? Đúng rồi. Bây giờ mình cho khán giả xăng xe trước được không? Xăng xe gì? Dạ, một ghế bây giờ xe còn 99 ngàn nha quý vị. Dạ. 99 ngàn lần thứ nhất ai mua vậy mấy bạn? Dạ. Rồi anh trai. Một ghế duy nhất rồi. Dạ, một ghế duy nhất 99 ngàn. Ở đây giữa đường ăn nè, bên đây. Rồi. Dạ, ghế cột luôn em. Rồi. Phía bên trên luôn. Dạ, hai ghế luôn. Dạ, xong hai sau lưng anh. Dạ, rồi ok. Dạ. Hai ghế luôn. Dạ. Mày lấy tiền lương mày ra mày thòi 2 ngàn cho tao. Ừ. Tại mày xem, đâu có xem. Ừ. Và 2 vé nữa, Huy ơi, lẹ 2 vé nữa Dung ơi. 2 vé thôi, 2 ngàn cho chị gái luôn à. Dạ. Không lấy 2 cục kẹo luôn chị. Không mà lấy 2 ngàn hả? Chị tiền bạc. Tiền. Em nói chưa, em nói chưa vào ngàn. Cái đúng gì, mà trong hoa còn vài vé rồi, còn mấy vé thôi. 3 vé cuối, và còn 3 vé cuối. Quý vị thôi. 2 vé cuối nữa, tổng cộng 5 vé phía bên trên mình có chưa? Cơ hội trang điều cho tất cả chúng ta. Rồi, kể đâu quý vị. Rồi, ngay bây giờ, nếu quý vị đã có đây trong tay, hướng mắt về sân khấu, chuẩn bị dò số lên cho Phan và 2 vé cuối ạ. 2 vé cuối từ trong Phan. Xin check lại vòng loại một lần lần nữa quý vị nha. Chúng ta sẽ có 3 mã số vòng loại 0372, 0425, 0424. Quý vị nhìn trên góc phải của vé sẽ có mã số vòng loại. Nếu đúng như vậy thì mình dò, còn không đúng quý vị có thể đổi lại nha. Rồi còn nếu quý vị đã ok hết rồi, không có ai khiếu nại gì hết, chúng ta bắt đầu dò số bây giờ vô. Bye.
Chúng ta sẽ check lại tất cả số nha. Tại vì số có trên màn hình LED luôn, mọi người có thể coi qua. Và Vân có thể dò lại trên phần số đã kêu. 17. 17 có 1. Số 7. Số 7 có 2. 37. 37 có 3. 43. 43 hợp lệ. Đúng không em? Ok, chúc mừng chị gái trước nha. Rồi, em tin gì về từ đâu đến không ạ? Em tin biết em là Thái Bình. Thái Bình hả? Ninh Bình, lần đầu tiên vô Sài Gòn luôn. Rồi chúng xem thôi, sao chạy gì vậy? Rồi, vậy là lần đầu tiên đến Sài Gòn Tân Thời hay là nhiều lần rồi? Em nghĩ lần thứ hai rồi đúng không? Rồi, ok, hy vọng em sẽ chạy xe máy về nha. Từ đây tới Ninh Bình chạy chắc 8 ngày thôi, chứ không có gì nữa đâu. Rồi, mà xe mới không sao. Rồi, xin mời. Và xin chào anh trai, em có thể giới thiệu một chút về mình, anh tên gì và đến từ đâu mà? Anh tên là Nghĩa, ở quận Tân Bình. Dạ, anh Nghĩa. Anh Nghĩa, quận Tân Bình, còn ở đây là chị Tuyết ở Ninh Bình. Dạ, cho em hỏi anh Nghĩa, thì giả sử như anh đạt được cái giải cao nhất ngày hôm nay, đó là một chiếc xe Janus, thì anh có làm từ thiện không ạ? Cuộc này phải gây gớm nè. Dạ, kính thưa quý vị, rất khó trả lời. Rất khó trả lời. Đôi khi lương tâm của chúng ta không cho phép. Dạ. Người có lương tâm sẽ trả lời là hên xui. Dạ. Với chiếc xe này, mình có thể làm từ thiện tặng là cái thắng cho đoàn. Để những cái biến như vậy thắc là đúng rồi. Cái đó quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả chung cuộc. Sẽ nhờ em gái sẽ quay banh điên cuồng 360 độ nha. Đó. Dạ. Và bây giờ dừng lại, anh trai sẽ là người tiến về đập cầu lấy banh trước giùm em nha. Ai có con số banh bự hơn giống như một chiếc trai đó. Giống như con số banh nhỏ hơn nhận giùm em vé vào lợi tiếp theo về nhà trắng tay. Rồi, cái đó quý vị. Cô gái đến từ Ninh Bình, Tuyết rất là đẹp luôn. Liệu em gái sẽ là người đem xe qua đây qua đi qua kia đi chị. Rồi, bắt đầu mình coi banh hai, mời hai người coi banh. Cho mình đứng trước. Coi số ạ. Hồi hộp quá. Thôi chị coi, chị em nặng lắm. Kệ thôi, trời ơi em gái cũng nhìn. Kệ thôi. Thôi, mày coi banh này nặng bài cào dữ vậy má. Được chưa? Ổn chưa? Ra nút nào chưa? Em nặng thử coi nút không? Ra thêm nút nào nữa không? Rồi. Con số của anh trai. Con số hàng đơn vị. Số mấy? Số 1. Kể đúng vậy, hàng đơn vị của cô gái. Số 2. Trời ơi. Yeah. Thôi bây giờ nhỏ hơn, lớn hơn sẽ công bố trước. Yeah. Kể đúng vậy, người đẹp Ninh Bình 12. Trời ơi, ông này không lẽ 11 đâu. Không lẽ vậy ta? Tôi chết thiệt. Mới nặng con còn lại coi. Trời ơi anh ơi, 21. Trời ơi, chúc mừng anh. Chia tay với em nha. Ok, mình được anh chia tay rồi. Thank you của anh. Anh em nhận vé. Anh có muốn làm từ thiện cái thắng không anh? Tắt nhạc, tắt nhạc, không làm từ thiện, tắt nhạc.
từ thiện một cú xe ôm chở Vân Lộ về nhà. Bảo vệ tên người hành của đường nó không được rác mà bốn chậu nữa nó bắt xe ôm luôn. Ai cũng được. Rồi ok, dạ cảm ơn anh và xin mời anh nhận cái xe vô trong giữ chìa khóa và chút xíu nữa là hồ sơ làm dân ra đâu nha. Thank you. Khoan, để em ngồi lên đi chứ, anh chỉ chở em về mà. Anh đang cho anh mượn là chết anh đi anh. Dạ. Chết mẹ gớt cái biển số. Ra rồi vô nha mọi người. Rồi ok. Ở trong có